Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 của quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài ở cái đề số 1 rồi đúng không nào? Còn các clip về sách giáo khoa và sách bài tập thì nó đã có đầy đủ rồi. Sách giáo khoa thì hoàn toàn miễn phí trên kênh, còn sách bài tập thì các em liên hệ với thầy các em nhé, để mà có đủ cái link để các em học. Còn bây giờ thầy sẽ quay các cái đề thi cũng là hoàn toàn miễn phí, và quay tới đâu thầy sẽ hệ thống lại kiến thức tới đó và ôn tập lại để mà giúp cho chúng ta những cái đợt kiểm tra một tiết học kỳ để đạt kết quả cao các em nha. Bây giờ thầy sẽ quay cho em một cái đề số 2 này. Toàn bộ nó có 5 câu em. Đây là phần đại số em nha. Đại số. Các em nên tự làm trước. Tự làm trước em nha. Đừng xem cái bài giải của thầy trước. Sau khi mà thầy đưa cái đề rồi á, chúng ta tắt video và chúng ta sẽ tự làm. Được chưa nào? Đó. Tự làm. Xem thử mình làm được hết tất cả các bài này hay không. Mà thầy nghĩ cái đề này nó tương đối dễ chứ không khó các em, không khó. Ok, chỉ có cái bài số 5 là hơi khó một xíu thôi, chứ còn từ bài 1 cho tới bài số 4 thầy nghĩ tất cả mọi người đều làm được. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ thầy sẽ làm cho các em ở câu số 1, 3 điểm nha. Rút gọn biểu thức ở đây câu A. Rút gọn thì ở đây các em thấy là biểu thức, ví dụ như ở câu A này nó rất là dài. Sau đó chúng ta sẽ rút gọn thành gì? Thành ngắn, rồi rút gọn. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng các hàng đẳng thức. Ở đây là hàng thức thứ mấy này? Cái ngoặc đầu tiên đây chính là hàng thức thứ nhất. Nó có dạng là A cộng B tất cả mũ 2 này. Được chưa nào? Cái ngoặc thứ hai là nó có dạng là A trừ B tất cả mũ 2, là đây chính là hàng thức số 2 này. Ở đây là x bình phương trừ 3, tại là x bình phương trừ 9, thì đây chính là hàng thức số mấy? Hàng thức số 3, nó có dạng là A bình trừ B bình. Tại vì số 9 này chúng ta viết trở thành là 3 bình phương. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là x cộng 3 tất cả bình. Ở đây thầy ghi cái đề lại rồi, thầy sẽ biến đổi cho em xem nha. Bằng này, ở đây chúng ta sẽ khai triển ra trở thành là x bình phương cộng a bình phương cộng 2ab cộng b bình phương, đúng không? 2ab nghĩa là 2 nhân x nhân 3, 2 nhân x nhân 3 là bằng 6x, cộng b bình phương là 3 bình phương là bằng 9. Được chưa? Ở đây là gì? X bình phương trừ gì? 6x cũng cộng cho 9, có đúng không? Đúng chưa? Còn cái này á thì chúng ta nên gì? Nhân vô. Các em nên nhân vô. Được không nào? Chúng ta nên nhân vô. Như vậy thì ở đây chúng ta có là 2x bình phương nhân đây là trở thành trừ 10, trừ 18. Như vậy x bình phương cộng x bình phương cộng 2x bình phương. Đây này, 1 này, ngay đằng trước đây người ta không ghi, nghĩa là số 1 này. Các em hiểu nè. Nghĩa là x bình phương là cái hệ số đứng đằng trước ở đây, đó chính là số 1. Được chưa? Như vậy thì 1x bình phương cộng 1x bình phương là 2x bình phương, cộng 2x bình phương đây nữa trở thành là 4x bình phương. Vậy chúng ta ghi đây là 4x bình phương. 6x trừ 6x thì bằng 0. 9 cộng 9 là bằng 18, 18 trừ 18 thì cũng bằng 0. Chứng tỏ kết quả cuối cùng ta là 4x bình phương này thôi. Được chưa? Ở câu B rất dễ luôn em. 4x trừ 1 tất cả mũ 3 trừ 4x trừ 3 nhân ở đây 16x bình cộng 3. Như vậy thì đối với bài này, đối với cái ngoặc đầu tiên, cái ngoặc đầu tiên này thì các em thấy rằng nó có dạng là gì? A trừ B tất cả mũ 3, thì đây chính là hàng đẳng thức số 5. Các em hiểu nào? Đây chính là hàng đẳng thức số 5, nó có dạng là A trừ B tất cả mũ 3 này. Thì A trừ B tất cả mũ 3 thì theo hàng đẳng thức chúng ta có là gì? A mũ 3, A mũ 3 gì nữa các em? Trừ 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 và trừ cho B mũ 3. Có đúng chưa nào? Các em rõ chưa? Còn đối với cái hai cái ngoặc này thì chúng ta sẽ như nào? Chúng ta sẽ nhân vào nhau. Nhân nghĩa là nhân đa thức với đa thức. Nhưng mà cái anh đây thầy sẽ viết theo kiểu hàng đẳng thức để chúng ta nhớ này nha. Thầy viết rất chậm để chúng ta thuộc cái hàng đẳng thức anh luôn này. Ở đây là A, cái 4x này là tương ứng là A này. Đó, A mũ 3 trừ 3, 3 là theo công thức của hàng đẳng thức, 3 nhân A mũ 2 B, đúng không? B là số 1 này, cộng 3 nhân gì nữa em?
A, đúng không? A nhân cho B mũ 2 trừ cho B mũ 3. Viết theo đúng hằng thức luôn. Trừ nè, mở ngoặc ra này. Bây giờ lấy này nhân với này, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy 4x nhân cho 16 x bình phương, thì em lấy 4 nhân 16 là bằng 64. X nhân với x mũ 2 là trở thành x mũ 3. Rồi xong. 4 nhân với 3 ở đây là phép cộng đúng không? Đây này cộng này. 4 nhân 3 là bằng 12x. Rồi tiếp tục tới trừ 3. Trừ 3 nhân vào đây và trừ 3 nhân vào đây. Nghĩa đầu tiên ta lấy 4x này này nhân vào đây là được ở đây. Lấy 4x này nhân vào đây, được ở đây đúng không? Bây giờ tiếp tục lấy trừ 3 này. Trừ 3 nhân vào đây. 3 nhân 6 18. Trừ ở đây là âm 48 x bình phương này. Trừ đây là trở thành trừ, trừ với cộng thành trừ này. Trừ nhân cộng thành trừ này, 3 nhân 3 là bằng 9 này. Được không nào? Rồi 3 6 48 rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ triển khai ra này. 4 mũ 3, 4 mũ 3 bằng 64 x mũ 3 trừ ở đây là 16. Tại vì 2, 4 mũ 2 là bằng 16. 4 mũ 2 bằng 16 nhân 3 đây nữa là 40. 48 x mũ 2 nhân 1 thì bằng 9 nó rồi, cộng 3 nhân 4 là bằng 10, 12 x. Đúng không? Trừ cho 1. Ở đây em lưu ý là cái ngoặc này á, cái dấu đằng trừ đằng trước cho ngoặc này, chúng ta khi bỏ ngoặc này ra thì chúng ta phải đổi dấu. Các em hiểu nào? Bỏ ngoặc ra đổi dấu này trở thành là trừ 64 x mũ 3 này, trừ 12 x này, trừ thành cộng 48 x mũ 2 này, trừ thành cộng 9 này. Rồi như vậy thằng này với thằng này triệt tiêu mất này, bằng 0 này. Thằng này với thằng này triệt tiêu mất bằng 0 này. Thằng này với thằng này triệt tiêu mất bằng 0 này. Chứng tỏ nó còn lại là trừ 1 cộng 9. Trừ 1 cộng 9 là bằng 8. Xong. Được chưa? Đó. Để thôi. 9 trừ 1 thì bằng 8. Máy kia triệt tiêu hết bằng 0 hết nghe. Ok. Ta sẽ đi sang ở bài số 2 nha. Bài số 2. Rồi ta đi sang bài số 2 nha. Bài số 2 đây là một trong những dạng mà trong cái đề kiểm tra một tiết người ta rất hay ra. Đó chính là phân tích đa thức sâu thành nhân tử. Câu A này. 16x. Ở đây là những cái bài cực kỳ cơ bản. Khi chúng ta nắm được những bài này rồi á, thì lên những cái bài nâng cao lên một xíu chúng ta thấy nó rất là dễ. Ở đây chúng ta thấy có gì chung trước đã. Ở đây có x, đây có x, đây có x nè. Thấy không? Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ đặt x ra chung. Bên trong còn lại là 16 trừ 8 cộng cho y mũ 2 thì là 8y. Đúng không nào? Như vậy thì cái ngoặc này đó chính là hằng thức số mấy? Đây chính là hằng đẳng thức số 2. Nó có dạng là gì? Nếu mà quay ngược trở lại đây này, thầy nếu thầy quay ngược trở lại trở thành là y bình trừ 8y cộng 16 như này để các em dễ thấy này. Đúng không? Như vậy nó có dạng là a bình trừ 2ab cộng b bình này. Như vậy trong đó a chúng ta chính là y và b chúng ta đây chính là số 4. Như vậy thì chúng ta đưa về trở thành là y trừ 4 tất cả mũ 2 xong. Vậy thôi. Ta đi sang là câu B. 3 ở đây 3 trừ x cộng 2x nhân x trừ 3. Thì cái dạng này rất là dễ các em. Đây này, thầy nói một xíu này. Để mà a trừ b mà các em muốn quay lại trở thành là b trừ a nha. Từ a trừ b mà muốn trở thành là b trừ a thì chúng ta phải thêm gì? Thêm nhiêu trừ đằng trước. Cứ thêm nhiêu trừ đằng trước thì nó sẽ quay lại. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đây là 3 trừ x, đây là x trừ 3. Thì bây giờ thầy quay chỗ này, cái ngoặc này trở thành x trừ 3 cũng được, hoặc là thầy quay chỗ đây trở thành là 3 trừ x cũng được. Cái nào cũng ra được như vậy em. Như vậy thì cái ngoặc này thôi cứ để ra đi. Bây giờ thầy sẽ quay thằng này. Quay thằng này thì phải thêm dấu trừ đằng trước. Thì chỗ này dấu cộng thì thầy sẽ biến đổi nó thành dấu trừ, trở thành đây là sẽ trở thành là 3 trừ x. Khi dấu trừ thì nó ngay lập tức nó sẽ quay lại. Như vậy khi đó chúng ta sẽ có 3 trừ x chung, bên trong còn lại là số 3 này. Đặt cái này ra chung thì bên trong còn lại là số 3 trừ cho 2x xong. Hiểu chưa? Đấy. Vậy thôi. Rồi câu C. 3x bình phương cộng 4x trừ 4.
Đối câu C thì chúng ta làm sao nào? Gặp cái dạng này á, thì nếu mà thoạt nhìn vào liền á, thì chúng ta không thể nào thấy được nó là hằng thức nào cả các em. Nó không có ra được cái hằng thức gì cả. Mà chúng ta phải tách và nhóm, tách và nhóm một cách thông minh. Cái này thầy nói các em là phải thông minh. Thì các em tách và nhóm, khi đó nó sẽ xuất hiện cái chung. Từ cái chung đó chúng ta lại tiếp tục đặt ra tiếp nữa. Nhưng mà thì cái này thầy nói là đòi cái kỹ năng chúng ta phải thông minh. Phải thông minh, hiểu chưa nào? Như vậy thì đối với cái bài này thì chúng ta thấy này, chỗ 3x bình phương này chúng ta sẽ để nguyên nó nha. Thường cái anh bình phương này để nguyên nó, cái số âm 4 này để nguyên nó này. Chúng ta tách là tách thằng này này, tách cái 4x này sao cho chúng ta nhớ với thằng này và nhớ với thằng này để ra được cái chung. Như vậy thầy sẽ tách cái 4x này ra trở thành là 6x trừ 2x. Tại vì 6x trừ 2x thì bằng 4x, hiểu chưa nào? Ở đây trừ 4. Như vậy thầy nhóm hàng này một nhóm, hàng này một nhóm. Như vậy 3x bình cộng 6x trở thành một nhóm cộng. Giữa các nhóm chúng ta nên đưa nó, đó chính là dấu cộng. Để làm gì? Cái kinh nghiệm làm bài là khi dấu cộng thì bên trong này chúng ta không đổi dấu. Nhưng nếu ở đây các em chủ động mà đặt vô trừ thì bên trong hoặc này khi chúng ta đưa vô nó phải đổi dấu. Nhớ giùm thầy như vậy. Ở đây chúng ta sẽ đặt là 3x ra chung, bên trong còn lại là x cộng cho 2 ha. Còn cái ngoặc này chúng ta sẽ đặt trừ 2 ra, bên trong cũng còn là x cộng 2. Thấy chưa? Dấu trừ ra thì bên trong này sẽ đổi dấu ngay này, thấy chưa? Trừ thành cộng ngay. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy có gì chung? Có x cộng 2 chung. Thì bên trong còn lại là 3x trừ cho 2 xong. Vậy thôi. Nó đơn giản lắm em. Học mà các em cảm thấy nó hay, hiểu mà từ cái em làm được á là thầy nói cái em ok lắm. Mà học mà các em cảm thấy chán, mà các em không không hiểu á, thì cái bài tự nhiên nó trở nên nó không còn hay nữa, hấp dẫn nữa, được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 3 và bài số 4, được không nào? Chúc em học tốt, nhớ thầy là các em phải tự làm trước nha. Bài 3, 4, 5 các em làm đi, rồi clip sau thầy sẽ giải cho các em, cứ yên tâm, được chưa nào? Bye bye, ok.